Chị ngồi đây ạ. Chị có ăn đầy đủ không ạ? Gì cũng được, anh mang nhanh cho tôi nhá. Vâng, chị đợi em một chút ạ. Tô bún của chị đây ạ. Cảm ơn anh. Ơ, chị ơi, chị. Thôi vậy, coi như là giúp người ta. Sao thế anh? Mặt anh như người mất của thế. Vừa nãy có chị lao công vào ăn, chưa kịp trả tiền đã đi. Anh làm sao đây? Sao không đuổi theo người ta đòi tiền? Thì anh nghĩ là chị đang có việc, chứ ai lại lừa mình tô bún hả em? Đấy là tại anh lương thiện quá rồi đấy. Anh không nghĩ xấu cho người ta, đâu có nghĩa là người ta không xấu đâu. Vợ anh thì chắt chiu đường đồng, con anh thì ốm, không có tiền chữa bệnh. Bây giờ anh lại phung phí như thế này à? Thôi, chuyện nó cũng lỡ rồi. Có ai quỵt mình tô bún đâu, lắm mổ. Thôi anh đưa cho em. Này, làm gì đấy? Ăn chứ làm gì nữa. Bình thường vợ anh chỉ dám ăn cơm nguội, bán bún mà không dám ăn một tô bún. Bây giờ nhờ phúc của anh thì phải ăn cho ngon chứ. Này, em có nhất thiết phải làm như thế không hả? Em đang xỉ nhục tôi đây này, em có biết không? Mẹ ơi, mẹ đừng ăn nữa mà. Mẹ chẳng bảo cơm thừa chỉ để cho con lợn nhà bác Vinh còn gì. Để là lúc trước thôi con. Bây giờ chỉ cần con mẹ được sống thì mẹ ăn đồ thừa cũng không sao hết. Con xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con. Con, mẹ không ăn nữa đâu. Con đừng khóc nữa. Nào, anh mau dỗ con đi. Ra đây với bố, nhanh. Con mẹ Khánh không ăn nữa. Thầy lại mang bún đi đổ nhá. Con Khánh ngoan. Anh ơi, tôi có đi vội quá nên là bắt bún, hay tôi đã trả tiền chưa? Thật ra thì chưa đâu chị. Chết. Thế sao anh không đuổi theo đói? Thì em cứ nghĩ là chị đang có việc bận. Ai lại ăn không tô bún của người nghèo bao giờ hả chị? Em cũng định đuổi theo nhưng mà em nghĩ sau này chị ra đường người ta nhìn thấy, người ta lại nói này nói nọ, tội thân chị. Đây, tôi trả anh tiền tô bún. Mà sao trông cháu bé mặt vẻ mệt mỏi thế anh? Cháu bị ung thư cô ạ. Mẹ cháu chỉ dám ăn cơm nguội để dành tiền chữa bệnh cho cháu, nhưng vẫn không đủ tiền để phẫu thuật cô ạ. Cháu sắp chết rồi. Không sao đâu, đừng nói gở con. Không ngờ gia đình anh lại khó khăn như thế này. Hôm nay tôi đi vội nên tôi có một chút ít tiền. Thôi, anh cầm lấy coi như tôi là cho cháu. Thôi, tôi không dám nhận đâu, tôi ngại lắm chị ạ. Tiền này là tôi cho cháu, anh cứ cầm lấy. Mà bây giờ tôi có việc gấp rồi, thôi tôi đi đây, chào anh. Thư, con đang bệnh mà sao lại đi ra ngoài như thế này? Con cần gì phải gọi cho bố chứ. Con xin lỗi bố, nhưng con thấy bố bận mà con lại thấy đói nên... Bố xin lỗi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi. Con sẽ khỏi bệnh và cả nhà mình sẽ đi du lịch nhé con. Thật không ạ? Sao con không thấy mẹ đâu? Hay mẹ bỏ hai bố con mình rồi hả bố? Không sao đâu con, bố với mẹ nhất định sẽ không bỏ con đâu. Đợi bố dọn mấy cái này nhá, rồi bố làm cho con tô bún. Bây giờ con đi vào nhà, rồi bố sẽ mang bún vào cho con, được không? Thôi bố ạ, con ăn cơm nguội cũng được, để dành tiền đi mua thuốc. Con muốn sống thật lâu với bố mẹ cơ.
sao đâu con gái. Chỉ là tô bún thôi mà. Giờ nghe bố đi vào trong nhà nhá. Vâng ạ. Nào, đi cẩn thận đấy. Alo, ông Tám ạ. Vâng, tôi đến ngay đấy ạ. Không biết đi đâu giờ này vẫn chưa về. Em xin lỗi, em về muộn một chút. Cô có biết là cô đi mấy tiếng rồi không hả? Con cô thì ốm sắp chết ở trong nhà, cô còn đi đâu? Hay là cô có người khác rồi đúng không? Không, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ có hai bố con anh thôi mà. Cô đừng có giả mồm. Từ ngày con ốm đến giờ, cô hơi bị nhiều biểu hiện lạ ấy nhá. Hay là cô chê tôi nghèo, rồi con cô bị ung thư, cô bỏ đi cho sướng cái thân đúng không? Nếu có ý định bỏ tôi ấy thì bỏ sớm đi cho tôi nhờ. Không, không phải như vậy đâu mà anh. Mà này, tôi đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, làm gì đi đâu phải cẩn thận cơ mà. Sao tay cô chẳng chịt như thế này, không muốn sống à? Em xin lỗi, tại em đi không cẩn thận nên bị ngã. Thôi giờ tôi đi có việc rồi. Bữa tôi rửa đống bát đấy, cô vào rửa đi, không tí đông khách lại bận đấy. Hình sức khỏe của cô rất là yếu, nên là tôi khuyên cô muốn đảm bảo an toàn về tính mạng thì hãy nghỉ ngơi và một thời gian. Chúng tôi cứ bắt bó liên tục như thế này thì có nguy cơ đột quỵ đấy. Thư, sao thế này con? Bố ơi, con mệt quá, con khó chịu quá. Không sao đâu con gái, có bố mẹ ở đây rồi, con sẽ sớm khỏe mạnh thôi, cố lên con. Anh vừa sao ông Tám về? Cái người mà hay hỏi mua quán mình hả anh? Anh định bán quán thật à? Anh chưa, mới nói chuyện qua loa. Nhưng sớm muộn gì cũng phải quyết định thôi. Anh làm sao để con bé ra đi như vậy được chứ? Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đừng bán quán. Cứ để con chết đi, rồi bố mẹ sẽ có em bé mới. Bố mẹ hay lấy số tiền đó mà lo cho em. Không sao đâu con gái, con là thứ quý giá nhất mà ông trời ban cho bố mẹ đấy. Con phải cố gắng lên, bố mẹ sẽ cứu con. Thủy này, anh xin lỗi vì nhiều lúc lo cho con quá mà nóng nảy với em. Em bỏ qua cho anh nhé. Không sao đâu anh ạ, em hiểu cả mà. Thôi, em đưa con vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để anh làm cái gì cho hai mẹ con ăn. Vâng ạ. Nào, con ơi. Mẹ nhá. Yeah.
Em thấy có lỗi với con quá. Nó thậm chí còn chẳng có một cái váy đẹp để mặc. Anh còn thấy có lỗi hơn em đây này. Là thằng đàn ông mà anh không lo cho vợ con đầy đủ, sung sướng. Anh ước có thể đau hộ con. Anh đau lòng lắm Thủy ạ. Anh cũng thấy mình có lỗi với cha và ông vì không lo được nơi hương hỏa cho họ. Thủy này, bố con anh cần em. Mình sẽ bán quán đi thì em sẽ không phải bán máu nữa. Mình sẽ lo cho con khỏe. Sao anh biết? Mà sao anh không nói với em? Thì anh có nói được đâu. Anh còn nhục muốn chết đi đây này. Bố mẹ. Con thấy trong người sao rồi? Chào cả nhà. Mọi người còn nhớ em là ai không ạ? Em là cô lao công lần trước ăn bún mà quên không trả tiền anh chị đấy ạ. Trông cô khác quá. Tôi nhận không ra đấy. Nhưng mà hôm nay cô đến ăn bún thì bọn tôi dọn đi mất rồi. Sao lại dọn à? Mà anh chị đi đâu hả? Thú thực với cô, anh chị cũng chẳng muốn như vậy. Nhưng mà vì cháu nó cần một số tiền lớn để phẫu thuật nên là anh chị không còn cách nào khác. À, hôm nay đến đây là có quà cho cháu đấy ạ. Đây là thẻ ngân hàng mà em làm cho cháu. Mật khẩu là ngày 22 tháng 10 2019, là ngày em ăn ở quán chị ạ. Trong này có 100 triệu, em lấy tư cách là nhà báo với cả sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để giúp cháu. Chị cầm số tiền này để đi phẫu thuật cho cháu đi ạ. Với cả anh chị cũng đừng có bán quán, để khi nào rảnh em còn để ăn chứ ạ. Chị không ngờ một bát bún nhỏ lại có giá trị lớn đến như vậy. Anh chị cảm ơn cô nhiều lắm. Sau này nếu cháu có khỏe lại thì cô là mẹ đỡ đầu cho cháu nha cô. Em hoàn toàn đồng ý chị ạ. Con gái yêu của mẹ. Em gặp em. Em cảm ơn nhá. Thơm quá. Xin lỗi. Em sao thế? Em không yêu anh à? Tất nhiên là có rồi. Sao? Nhưng mà em chưa sẵn sàng. Sao lại chưa sẵn sàng? Hay em không tin tưởng anh à? Không. Trong mắt em, anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng mà... Vậy tại sao em từ chối anh? Có món quà sinh nhật nào ý nghĩa khi có em đâu. Tình yêu và tâm hồn của em đều dành cho anh rồi. Nhưng mà chuyện ấy mình có thể để sau khi cưới, khi mà chính thức thuộc về nhau không? Vậy anh sẽ chờ đến ngày đấy. Vâng ạ. À, hay là thôi, sang tháng mình cưới luôn đi. Sao anh vội thế? Nhưng anh đổi ý thì sao? Hầm. Alo. Ừ, tao đây. Sao? Mà này, tao thông báo cho mày biết, một tháng nữa tao lấy vợ đấy nhá. Mày răng chuẩn bị mà ăn cưới đi. Ừ, sao? Vợ tao á? Xinh ngoan hiền. Mà này, lại còn zin đấy nhá. Tao dụ em ấy mấy lần mà đã có được đâu. Hả? Ừ. Mà này, thôi, tao đang đợi em ấy chuẩn bị đi xem mày cưới bây giờ. Ừ. Nhá, lúc khác tao gọi lại sau. Ok. Huyền à em? Anh Tùng ạ. À? Em vẫn chưa đi làm à? À, em có ạ. Nhưng mà em đang định nhờ anh là... anh đợi em lâu chưa? Chưa. Mới một tiếng thôi tiểu thư ạ. À. Lên xanh đèo. Huyền, mày chưa đi à? Tao đi bây giờ đây.
tiện gặp anh Tùng ở đây, tao hỏi thăm vài câu thôi. Ừ thế thì để anh Tùng lai cả hai đứa đi luôn, tiện đường mà. Ừ, lên anh đèo. Thôi ạ, hai người cứ đi đi. Em tự đi bộ được. Thôi, đi bộ làm cái gì đi. Thôi, tao đi bộ cho giảm cân. Thôi, hai người đi đi nhá, em đi trước đây. Còn này, mình đi thôi. Đi em đi. Quyền đây à em? Hôm nay em hẹn anh ra đây có việc gì không? Sao không rủ Hướng đi? Anh Tùng này, hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Em hỏi thật anh nhá, tại sao anh lại yêu Hương? Hương vừa xinh gái, trong trắng lại ngoan đấy em ạ. Anh nghĩ là Hương còn trong trắng thật à? Sao em lại nói thế? Thật ra đã có một lần Hương nhờ em đi mua thuốc tránh thai. Em nói thật không? Và sau đó thì bạn trai của Hương đã chia tay với Hương và quen một người khác. Lúc đấy anh còn ở bên nước ngoài nên là anh không biết được đâu. Nào, mấy lần mình gạ gẫm cô ấy không cho. Đúng là loại con gái hư hỏng. Anh Tùng, anh đừng buồn. Vì anh mà buồn thì em cũng sẽ buồn đấy. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt và xứng đáng với anh. Và em có thể trao thứ trinh trắng của người con gái cho anh. Thật. Thế đã đủ làm cho anh tin em chưa? Anh, hai người. Cô còn đứng đây làm gì nữa, hả? Anh nói thế là sao? Em là vợ sắp cưới của anh đấy. Em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời. Để anh đi với cô ta à? Tôi đi với Huyền ấy, thì sao nào? Mày là loại người như thế à Huyền? Hương, cô là cái thá gì mà động đến Huyền? Anh nói thế là sao? Sao anh có thể thay đổi nhanh như thế? Này, cô định giả nai trinh trắng với ai nữa hả? Tôi biết hết rồi. Thật ra đã có một lần Hương nhờ em đi mua thuốc tránh thai. Và sau đó thì bạn trai của Hương đã chia tay với Hương và quen một người khác. Lúc đấy anh còn ở bên nước ngoài nên là anh không biết được đâu. Có thật như thế không? Phải. Em đã chót lỡ trao thân cho người khác. Nhưng anh phải biết tình cảm em dành cho anh là thật mà. Cô thôi đi. Cái loại con gái ngủ với người khác không xứng đáng với tôi đâu. Này, cô còn nói đợi chúng ta đám cưới, đợi chúng ta chính thức thuộc về nhau á. Tôi phỉ nhổ cái loại như cô ấy. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Đời người ai mà chẳng mắc sai lầm. Vậy chẳng lẽ anh chưa từng à? Cô ta chưa từng à? Con trai như tôi ngủ với 5-7 người chẳng sao đâu. Còn Huyền, cô ấy trong trắng, chính tôi đã kiểm chứng rồi. Cô ấy xứng đáng với tôi. Xin lỗi mày, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Tao với cả anh Tùng sắp làm đám cưới rồi. Cái loại con gái như mày ấy không xứng đáng với anh ấy đâu. Nên đừng có tỏ ra đáng thương. Này, cô đứng đấy làm gì đấy? Sao không cút đi cho khuất mắt tôi? Em, mình đi xem thử cưới đi.
Này, cô cút đi. Phòng trọ tôi ấy không có loại đi thoát như cô đâu. Này, biết điều ấy thì cút đi cho khuất mắt tôi. Cái thông tin của cô nó mất trinh ấy, tôi đã thông báo lên toàn thể công ty của cô rồi nhá. Còn bây giờ ấy thì xéo đi. Anh đúng là loại bỉ ổi. Ai mà quen thế này? Hương đấy à em? Đã lấy được chồng chưa? Liên quan gì đến anh? Vẫn giọng điệu khinh khỉnh đấy. Chắc chẳng thằng nào lấy loại gái mất trinh như em đâu. Có ai lấy hay không ý, tôi nghĩ là anh nên sống tốt cuộc đời của anh trước đã. Này, dù gì cũng là người yêu cũ của nhau, anh khuyên thật ấy, em nên tìm đến một thằng nào đang có nhu cầu ấy. Chứ bây giờ chẳng ai lấy gái mất trinh như em đâu. Thế còn anh và Huyền thì thế nào? Tôi và Huyền hoàn toàn hạnh phúc. Quay ra đằng sau mà kiểm chứng. Huyền, đây là ai? Anh làm cái gì đây? Anh có sao mà? Không. Này, hóa ra mấy lâu nay cô trốn tôi để đi cặp bồ với thằng này phải không? Mày còn đòi làm chồng của Huyền á? Tao mới là người chồng trước của Huyền, ok? Chồng trước là như nào? Huyền, thật ra thì anh ấy là người yêu cũ của em. Em quen anh ấy từ trước khi cưới anh. Nhưng chồng trước... Chồng trước là như thế nào? Mày ngu lắm. Tao ngủ với Huyền lâu rồi. Thế còn vết máu lần trước... Sao anh ngu thế? Tôi lừa thế mày cũng tin à? Cô đúng là cái loại cặn bã. Cái loại người như anh thì sạch sẽ lắm à? Ngủ với biết bao nhiêu con mà còn đòi lấy gái còn trinh á? Tôi biết thừa anh chỉ thích cái mác gái còn trinh thôi, nên là tôi mới dùng vài ba chiêu để hạ gục cô ta đấy. Cái đồ cặn bã lăng loàn, ly hôn đi. Ly hôn á? Anh nghĩ tôi sợ à? Ly hôn thì ly hôn, tài sản chia đôi. Anh làm đơn đi, tôi ký. Được, trong ngày mai tôi sẽ ly hôn cô. Được. Em rất xin lỗi. Em quên đến chuyện cũ. Em quay lại làm lại từ đầu được không? Anh nghĩ là bây giờ anh còn xứng đáng với tôi á? Cái loại đàn ông mà lấy trinh tiết của con gái ra để chê bai, dè bỉu, anh nghĩ anh là loại gì? Loại rẻ rách. Uầy, cô em chất thế. Em tên gì ấy? Cho chị số điện thoại đâu. Làm cái gì đấy? Cái gì? Nhìn cô như con lợn ấy. Về với chồng cô đi. Chia tay đi. Em. Ôi, em.